Food review là một công việc trải nghiệm và đưa ra đánh giá của hàng quán ăn ẩm thực nói chung là thông qua nhiều hình ảnh và hình thức. Có thể quay chụp video và hình ảnh các bài viết để cảm nhận. Tuy nhiên, theo luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh, một số reviewer sau khi nhận được lượng theo dõi nhất định bắt đầu trở nên ảo tưởng, cho rằng quyền sinh sát với bất cứ cơ sở kinh doanh nào mà họ không vừa mắt. Kiêu hãnh này được lây lan mạnh mẽ trên mạng, gây không ít ra sự việc lùm xùm, điển hình như vụ tranh cãi review với chủ quán chè rầm rộ gần đây. Ảo tưởng quyền lực. Thạc sĩ Đinh Hồng Anh, công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhận định các clip dạng ngắn TikTok có thể giúp một nhà hàng quán ăn vô danh trở nên thành đông khách, nhưng cũng có thể khiến địa điểm nào đó điêu đứng. Reviewer đánh giá công tâm, thuyết phục, có thể đưa ra ý kiến cảm nhận của mình hoặc hoặc góp ý mang tính chất xây dựng, nhưng nếu gây náo loạn cho mình là chuẩn mực xã hội, có thái độ hách dịch, đòi hỏi trịnh thượng và nơi review, đó là một người ảo tưởng về sức mạnh của mình và hiểu nhầm đó là sự tự do trên không gian mạng. Bà nói với báo, nguyên nhân dẫn đến vụ việc như thế này có thể là do các TikTok cơ chưa nhận thức được về công việc và bản thân hiện tại của mình. Cũng có thể trường hợp muốn tạo ra thông tin náo loạn để trục lợi danh tiếng cá nhân. Trao đổi với Dinh, chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh cho rằng sự ảo tưởng về quyền lực trên mạng không chỉ khi TikTok trở nên phổ biến thành trào lưu như hiện nay mà còn đã xuất hiện từ các thời có YouTube và Facebook. Bởi những nền tảng được nhiều người theo dõi, quan tâm bao giờ cũng trở thành một dạng quyền lực mới. Theo ông Vinh, những người sử dụng truyền thông một cách nghiêm túc, tử tế sẽ tạo ra lợi ích cho xã hội. Ngược lại, việc sử dụng sức mạnh của truyền thông để gây tiếng vang, câu view, trục lợi là điều đáng lên án. Hiện nay, nhiều người sống bằng cách sử dụng nền tảng công nghệ này để kiếm tiền. Càng đông người xem đồng nghĩa với việc kiếm được nhiều tiền. Bởi vì vậy, không ít cá nhân đã chấp nhận các nguyên tắc đạo đức để sử dụng mạng xã hội như công cụ nhằm kiếm trác. Ông nhận định, nhóm người làm nội dung trên mạng xã hội có trách nhiệm với mọi thứ mà mình đăng tải, cân nhắc lợi xấu hại, đúng và đáng luôn luôn là câu hỏi được đặt ra. Sau cùng, chuyên gia truyền thông nhấn mạnh quyền lực thực sự nằm trong tay người xem.